khói thật. Anh chẳng có một góc cửa nghĩa bóng là không an toàn. Và những một đàn theo đuổi anh ta, sao phải người ta gọi hắn là mê mò. Không bỏ tôi. Tấn công. Dọc lên. Nhiệm vụ của tôi xong rồi đấy. Tôi ở đây chỉ việc mở cổng thôi à? Vâng. Nếu tôi phải trận thì tôi có thể bị giết. Thì giết thằng Jirobe đi. Em của thằng Heibi đấy. Ta sẽ trả cho người 30 đồng. Bốn mươi. Năm mươi. Một trăm. Được rồi. Cho tôi mượn trước. Không thể tin nổi. Nếu ta kết hợp, chúng ta có thể chia tiêu cả nhà Momoji. Jirobe. Cái này cũng có cha mẹ và con trẻ. Hôm nay giết người mà không suy nghĩ. Mưa mòn đấy. Xông lên. Đừng có đùa với ta. Quyết tử tay đôi. Điên rồi sao? Quyết tử tay đôi. Vạch rồi à? Ngược lại. Không được thi đấu. Để không đối với hắn đâu. Tao. Chết đi. Nhanh
vậy? Kìa. Nào. Giết hắn đi. Rồi đấy. Đừng làm thế, Chirobe. Tốt. Ngươi biết không, ngươi là Chirobe hả? Xuyên 3 mét sổ. Chiro. Kirobe. Đại ca. Tốt. Thật tôi xong rồi. Đồ khốn kiếp mơ mồn. Người khá nhanh nhỉ. Đồ khốn. Người nổi điên vì sao? Này, Shimoyama, Zadayu, chuông gióng tập hợp 12 gia tộc, ta ngừng đánh nhau thôi. Sao, có muốn chúng ta cùng đi đến đền không? Người muốn ta giữ thế này bao lâu nữa? Chà, Chirobe bị giết rồi. Vì sao? Nó là phòng của cha mà. Đứa con trai thứ chẳng hơn một thằng ninja quen. Con không vui vì một thằng quen chết à? Đây là nơi tôi lớn lên, xứ sở của Shinobi ninja. Lúc nào cũng có xảy ra đấu đá lẫn nhau. Vô số người bị giết. Họ không nghĩ gì về con người. Họ không là người. Họ là thú như cọp và sói vậy. Các nơi khác gọi họ là bộ tộc thú hoang. Sao tôi lại ở chung với cái đám điên khùng này? Giờ tôi đã nhận ra. Đám người này không phải là người. Tình y cả. Tuy nhiên, chỉ là thời gian sứ của Shinobi sẽ bị tàn phá. Sứ Owari, Oda Nobunaga, thủ lĩnh tối cao của thời hỗn bang này, đã nắm toàn bộ các sứ quanh Inca, sứ Owari. Hiện tại, gọng kèm của ông ta đã tiến tới sứ Ise. Sứ Ise, Nobunaga đã tiến nửa đường tới Ise. Bởi thứ nam Nobukatsu cũng là con rể của dòng họ Kitabatake, cai trị xứ Ise. Nobukatsu, thứ nam của Oda Nobunaga. Xin thứ lỗi.
Tomonori, thủ lĩnh xứ Ise, con đến muộn. Con rể của ta. Từ lúc con đặt chân đến nhà ta, ta đã biết sẽ có ngày này. Tuy nhiên, Daizen, Sake Onosuke, cận vệ trước đây của gia tộc Kitabata kể, các kiến sĩ trước đây của ta đã từng thách thức Oda. Ta không nghĩ là các người có can đảm trường mặt ở đây. Xin hỏi, bình trà nhỏ ở đâu? Còn muốn hỏi gì? Đừng vào vĩnh nữa. Thứ mà có giá trị bằng xây dựng cả một lâu đài đấy. Bình trà có giá là 10.000 lượng bạc. Nếu ông vui lòng đưa cho tôi, đảm bảo ông sẽ được yên ổn. Cái này à? Thì ra ông cũng tốt bụng đấy. Đồ vô lại. Có gì vậy? Hãy tới đây, ta dứt điểm. Chờ đã. Daizen. Chờ gì nữa Daizen? Có nghe lệnh ta không? Tôi xin thầy. Mang hết bản lãnh ra đi, Sasuke Onosuke. Daizen, sao không giúp Sakeo Nosuke? Moto no arushi nado, kireru ka? Onosuke, đứng ở đấy. Daizen, nghe rõ đây. Từ giờ trở đi, thứ Ise sẽ dưới tay của Oda. Con phục vụ chúng. Hãy nhớ lấy người dân Ise. Nhá. Rồi đây, anh sẽ thuộc về bè lũ Oda mất rồi. Chúa công. Chúa công.
Không. Không có cha ta mà thôi. Xin ngược lại. Cô nghĩ sao đối đãi với chồng mình như vậy à? Ta không bao giờ xem ngươi là chồng. Ta không bao giờ xem ngươi là chồng. Ta cũng như cô. Chị chết đây. Không ai. Tránh ra, đại ra. Terakoji, núi Ueno, xứ Iga. Khi mà Ise đã rơi vào tay Oda rồi, thì xứ ta sẽ rơi theo. Hội đồng 12 dòng họ của Iga. Uzura. Vâng. Ai giết Tomonori vậy? À, đã giết Tomonori. Tôi cho là... Daizen. Sao? Là Daizen. Cận vệ cũ của Tomonori, có phải không? Trong các cận vệ, hắn ta là bảo trợ cho những người bảo trợ. Vậy chúng ta nên làm gì? Tôi không nghĩ là chúng sẽ tiến công ngay. Có phải vậy không, Shimoyama? Đúng. Nếu chúng muốn tấn công ta thì chúng cần phải xây một đồn lũy. Đúng thế không? Một đồn lũy trên đất của ta. Chắc chắn thế, Nobunaga sẽ tìm phương cách đấy. Nếu chúng sẽ được đồn lũy ở đây, chúng ta kể như tiêu. Ta nên gửi tín hiệu đến Oda. Là chúng ta không chút ý định nào chống lại hắn ta. Này Mumon, nếu ta đánh Oda, thì ai sẽ trả lương đây? Phải. Tướng lãnh các sứ khác với chúng ta mà còn chưa đủ sống. Nhưng ai sẽ trả lương ta nếu ta bảo vệ sứ này đây? Hội đồng 12 gia tộc đã quyết định. Nếu chúng ta chống lại Oda, xứ này sẽ bị hủy diệt. Chúng ta dân xứ Iga sẽ đầu hàng Oda. Do đấy, chúng ta sẽ gửi người đưa tên đến Ise, thê đi của gia tộc Shimoyama. Môn sổ của gia tộc Momoji sẽ theo người. Vâng, đi ngay, đi ngay. Nói rõ ý định của chúng ta với Oda Nobukatsu. Nếu ta đầu hàng Oda, ai phát lương cho ta? Không phải Oda à? Ta về đây. Chàng về đấy à? À. Này. 100 đồng đây. Ta đang tự hỏi. Ta có thể vào nhà được chưa? Tướng quân Mumon. Vâng.
Tiếp không chấp nhận. Khi chàng đưa thiếp đi khỏi Aki, chàng còn nhớ mình đã nói gì không? Nàng đang dưới phép thuật của ta. Nàng sẽ không nói được. Cứ hãy lắng nghe ta nói. Ngươi là Shinobi à? Ồ. Chắc chắn là Shinobi rồi. Shinobi từ Iga. Vì chàng đã bảo thiếp không cần lo lắng về tiền bạc suốt cả đời nữa, nên thiếp phải trốn theo chàng về Iga sống như vợ chồng. Đấy là lời chàng nói, đúng không? Đúng là gần giống như thế. Có đúng thế không? Vâng, đúng. Và cái gì đây? Tiền. 100 đồng Erakusen. Cho cả năm, chàng kiếm được bao nhiêu tất cả? À, nếu kể cả 100 đồng này... thì tổng cộng là một lượng bạc 300 đồng đúng không? Một lượng 368 đồng. Để cho cặp vợ chồng sống chung, chẳng biết cần phải bao nhiêu không? Mình nghĩ mỗi năm cần 40 lượng. Thế thì chàng đem về đủ chưa? Còn thiếu nhiều quá đúng không? Với thái độ như thế, chàng có thành thật mong muốn chúng ta sống như vợ chồng không? Ta muốn, dĩ nhiên là ta muốn. Công việc của chàng là Shinobi. Nếu chàng nghĩ như thế, thì cũng bằng như người dân quê ở Iga, đúng không? Trước tiên là cái tên kỳ lạ Mưu Mòn. Chàng có ý gì khi không nói cả tên thật của mình ra? Mưu Mòn tướng quân. Ồ, về sớm vậy. Chào mừng. Tấn công tôi. Chết. Hay bị phản bội chúng ta rồi. Tên đó. Ghét sự Iga này lắm à? Tấn công Iga. Một người tự Iga bảo chúng ta là nên sớm tấn công xứ của mình à, chúa công. Tên này có thể do hội đồng 12 gia tộc chỉ dẫn. Nếu ta tấn công Iga thì ta sẽ rơi vào bẫy của chúng. Nhưng nếu chiến binh Iga này là thành thật, nhất là họ có chừng 3-4 ngàn, chưa bằng phân nửa quân số của ta. Các vị quên lời nói của cha ta. Iga có thể là bộ tộc thú hoang, nhưng chúng yêu nồng nàn xứ của chúng, ta không xâm chiếm dễ dàng đâu. Đánh Iga, kẻ như không đặt ra ở đây nữa. Tôi xin lỗi. Có phải tướng công nghĩ như thế thật không? Người muốn nói gì? Tiếp tục đi. Tôi đoán chắc rằng Ngài Nobukatsu có thể xâm chiếm Iga bằng sức lực của mình. Đấy là những gì cha ngài muốn nói cho ngài nghe.
Nhà ngươi định lừa chúa công à? Chúa công, không nên nghe lời của tên Iga này. Đúng ra thì khi trẻ, cha ngài đã làm tất cả gì có lợi cho ngài. Một địch quân không biết gì về trận mà 3.000 người của đạo quân ô hợp sánh với ta là 10.000 quân tinh nhuệ, dễ như trở bàn tay. Chúa công, phát lệnh của chúng tôi vào Iga, cơ hội quét sạch đám Iga bằng một cú. Chúng tôi có một lòng với một thống lĩnh đâu. Xin được thấy hình ảnh can trường của chúa công nơi chiến trường. Các người tất cả đều là trò cười. Đừng khinh thường bọn Shinobi, sẽ không đạt được chiến công quân sự thì trừ khử chúng. Hành động đánh kẻ yếu thế là điều Heki Daisa này từ chối. Ta đã quyết định tấn công Iga. Tớ biết thế nào cũng đánh. Vậy thì tớ có đề nghị là theo dõi bọn Iga bằng cách xây một đồn lũy trên đất họ. Và tôi vừa có một ý kiến tuyệt vời để các ngài thực hiện. Thế thì đồn lũy này nên xây ở nơi đâu? Nơi đây, ngay giữa Iga. Người dân Iga sẽ không cho phép, nhưng xây đồn lũy cho Oda trên đất của chúng tôi thật là buồn cười. Đề nghị đấy chẳng đáng mừng chút nào. Không không, không phải là chuyện xây đồn lũy cho ngài Oga. Nếu các vị kính mến ở đây muốn tìm cách ẩn náu, thì ngôi đền này là nơi quá nhỏ cho các vị. Các vị muốn một lâu đài tường đá với hào nước xung quanh, điều đấy có thể được. Nếu các vị muốn, các vị có thể có hai vòng lũy trong và ngoài và cả một pháo đài với cổng thành nữa. Các vị có thể xây theo ý thích nào cũng được. Ngoài ra, để được quyền vào trong xứ sở của quý vị, ngài Oda Nobukatsu rất hoan nghênh xứ quý vị trở thành chư hầu của Oda. Vâng, đây là điều chúng tôi muốn ngay từ đầu. Có phải không các ông? Chúng tôi không có gì chống đối các vị. Chúng ta chấp nhận đề nghị của Oda Nobukatsu thành sứ chư hầu. Đấy là quyết định của hội đồng, để thể hiện sự hòa bình của hai sứ. Chúng ta sẽ xây một đồn lũy trên đất Maruyama. Sao? Thế thì ruộng lúa của ta đi đâu? Kinh thế, tôi không làm, ngay cả khi họ trả tiền cho tôi. Hơn nữa, gia tộc Oda sẽ trả công cho ai đi xây thành. Công mỗi ngày làm việc là 100, 50 đồng. Tôi làm cho mỗi ngày à? Nhiều thật, 150 đồng cho mỗi ngày công. Thắng xe nào mọi người? Không thể tưởng sao chúng ngu vậy. Thì thằng Hebi nói đấy, trả tiền cho chúng, chúng sẽ coi người là chủ. Và chúng không khác gì cái đám vô lại. Sao? Ôi, ghét làm sao, ghét làm sao.
ghép cưa xẻ. Bò còn đi ngủ mà ta không được nghỉ. Thế biết tôi được trả công bao nhiêu không? Gì vậy? Cậu làm gì vậy? Tôi đã bảo cậu không nên làm như vậy. Ta mất việc đấy. Phải đúng. Cậu làm gì đấy? Đừng có lấy cắp. Có chuyện gì vậy? Này. Phải đúng. Tên Dango. Phải. 150 đồng đây. Người kế. Tên Disuke. 150 đồng đây. Người kế. Momon. 150 đồng. Tiền công hôm nay đây. Cảm ơn công khó nhọc ngày hôm nay. Gia tộc Oda rất hùng mạnh, phải không? Đúng. Là vì họ chiếm gần cả nước. Do đấy họ có nhiều tiền. Với tiền công hôm nay, chàng chỉ còn 44 nén bạc nữa. Nhưng một ngày kia đồn lũy xây xong thì nàng biết tiền công cũng kế tiếp. Đây, sẵn sàng. Cầm tay. Này, cậu suýt phóng chúng cô ta rồi. Mưu mòn đây à? Xin lỗi, không thấy cậu. Nezumi, lỉnh đi. Kế tiếp. Nezumi, tên đệ đấy à? Chỉ là Nezumi. Một thằng lém, biệt danh thôi. Tiếp không hỏi biệt danh, tôi muốn hỏi tên thật. Cái gì vậy? Lao tầm độc. Chết độc nếu không hút ra. Đúng, chết ngay. Nếu không được huấn luyện. Tôi có chạm vào đệ. Kẻ nào yếu sẽ chết. Luật là như vậy. Vậy là chàng cũng thế. Không phải vậy. Nàng biết, ta là Shinobi giỏi nhất của xứ Iga này. Dạy từ nhỏ, kiểu huấn luyện đấy. Chả là gì đối với ta, tướng quân Mumon. Gì cơ? Hãy trở thành samurai. Sếp nghe nói Hashiba nào đấy chỉ là lính quen của gia tộc Oda, mà giờ đây là lãnh chúa, ngự trị cả một lâu đài. Nếu chàng là Shinobi giỏi nhất của xứ Iga, thì không khó gì trở thành một samurai cả. Xin cảm ơn. Ta hài lòng với hiện tại rồi. Thỉnh thoảng làm công việc Shinobi, sống cuộc đời nhàn nhã với nàng là quý lắm rồi. Rồi, ta sẽ làm samurai. Tiểu thư Okuni. Cửa khóa rồi. Trời ạ. Cảm ơn các bạn về công lao khó nhọc này.
Ngài Nobukatsu rất có ấn tượng đối với công việc dân Iga làm. Ông bảo là vì có sự hướng dẫn tận tụy của dân Ise. Đây không nhiều nhưng là quà tặng của Ngài Nobukatsu. Bắt đầu từ ngày mai, các ông có thể nghỉ việc được rồi. Chúng tôi giờ đây có thể tự chăm sóc đồn lũy. Thế thì cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn Ngài nhiều lắm. Canh cổng. Không cho tên Shinobi Iga nào vào. Vậy thì đốt được chưa? Đốt đi. Đốt. Các người đã được tiền rồi, đúng không? Đồn lũy đấy đâu còn lợi ích gì cho ta nữa. Nhìn kìa. Còn làm gì nữa? Chị đứng dậy. Bò cống. Bò cống. Chạy. Xác ở đây. Mọi người. Bắn. Bắn tên. Bắn vào chút. Bắn. Bắn. Shinichiro tướng công. Rốt cuộc đây là kế hoạch lừa đảo của các người, đúng không? Tôi không bao giờ nghĩ như thế. Ta tấn công ngay Iga. Tadayu, ông tính gì thế? Bọn Oda sẽ không bỏ qua vụ đốt đồn lũy này đâu. Chắc chắn là chúng sẽ tấn công ta. Đội quân Oda đã lên đến 10.000. Áp đảo ta nhiều. Shimoyama, ông cũng dính líu nữa mà. Còn ông còn phản bội chúng ta ngay từ đầu. Làm bùng nổ chiến tranh. Có gì mà cười? Zandayu, có phải ông xếp đặt kế này không? Tôi không đi. Sao? Tôi chẳng cần biết đấy là cái bẫy hay không. Chúng được trả tiền để xây dựng. Sau khi chúng được tiền, chúng thiêu hủy lũy. Xong chuyện. Vậy thì đấm đá với lũ ngu ngốc ấy làm gì? Hay kỳ tấn công, đái xem, chờ đã, hái xem. Tôi nghĩ gì thế? Đồn lũy Maruyama bị đốt. Chúa công trẻ của ta sẽ mất mặt nếu ta không đánh Iga. Sao ta phải lo? Đái xem, cậu biết đấy thôi. Sẽ không có đoàn kết trong chúng ta. Nếu cậu không đi, nhiều người Ise sẽ theo cậu không đi đánh. Nếu vậy, Iga sẽ... Nghe đây, ra kêu nói sức kẻ. Kitabatake có làm gì đâu mà cũng bị tiêu diệt như thường. Chúng ta giết ông ta như thế. Chẳng khác nào làm trò cười đối với một người sắp chết. Ta sẽ không bao giờ làm chuyện tương tự, hiếp đáp kẻ yếu. Không bao giờ nữa. Cậu có nghĩ ta yên ổn lắm khi giết chủ cũ của mình? Nhưng thời hỗn mang này, kẻ nào nắm quyền chính sẽ thống nhất và đem lại an lành cho đất nước. Cậu làm cho họ hay chống lại họ?
Tớ không thể có cả hai. Tuy vậy, tớ sẽ không theo lệnh và tiêu diệt họ. Nghe đây, quan dân Iga, đã đến lúc quân Oda sẽ tấn công vào xứ Iga này. Vì vậy, chúng ta sẽ bảo vệ các cứ điểm dọc biên giới Ise và tấn công quân thủ. Tôi xin hỏi, có gì? Nếu ta đánh, ai sẽ trả lương ạ? Đúng vậy. Chúng tôi không có lương khi chiến tranh xảy ra. Ai đấy phải trả lương vì công việc nguy hiểm đến tính mạng. Vâng, quá đúng. Quá đúng. Đồ ngu ngốc. Còn nói chuyện tiền bạc trong giờ phút này à? Các người quên lời lệnh của ta rồi. Khi sứ khác tấn công, tất cả người con của Iga phải đánh trả với lòng nhiệt huyết. Nếu ai từ chối, cả gia đình sẽ bị trừng phạt. Theo luật là bị giết. Tất cả các người, trở về làng ngay. Chuẩn bị chiến đấu. Ngay cả không được phát lương. Chẳng đi chiến đấu dự biết là có thể chết. Và không được gì cả. Vì vậy, sao chúng ta không chạy trốn? Trốn? Trốn đi đâu? Có thể về kinh đô. Làm sao sống ở đấy? Ta có thể làm xiếc dạo ở đấy có chút đỉnh tiền. Có nghĩa là chẳng đi ăn xin à? Không phải vậy. Thiếp biết chẳng ghét nghề shinobi. Và giờ chàng bảo là mình đi ăn xin à? Thiếp được biết bỏ nhà để đi theo một người ăn xin. Nàng nói đúng. Thiếp rất ghét chuyện phải trốn chạy qua xứ người. Thế thì ta ở lại. Được chứ? Đánh nhau với bọn Oda, làm sao ngăn được hả trời? Này, người có phải nhóc Nobukatsu không? Bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi mốt. Có bộ trẻ hơn tuổi đấy. Chưa hưởng thụ hết cuộc đời. Đêm nay quên vụ Iga đi. Quên ngay vụ Iga đi. Nếu người không quên, thì Momo này sẽ trở lại nhắc. Rõ chưa? Nhắc của Oda. Ta không phải là nhóc. Ta là Nobukatsu. Không hiệu quả đâu. Chúa công. Các người là bộ tộc thú hoang. Ta, Nobukatsu, sẽ hủy diệt toàn bộ các người. Dù đấy là đàn ông, phụ nữ, trẻ con, ta sẽ cắt đầu hết. Và trương lên giảm giáo, chắc chắn như thế. Phụ nữ và trẻ con nữa à? Đúng thế. Cả đầu Okuni. Okuni? Họ là ai thế?
Nếu người làm thế, đầu ngươi ở trong tay ta đấy, ta sẽ tự lấy đầu ngươi. Trên chiến trường, không những ta chỉ dẫm đạp tên người xuống đất, mà còn tống người xuống hỏa ngục. Chúa Công, chuyện gì xảy ra vậy? Chúa Công! Chỉ đây một phòng xa mà, mô mòn. Ồ, thì sao là kẻ phản bội? Tại sao chú nhốt người vào đây? Ai đấy? Người không đến để giết ta à? Tại sao ta phải làm thế? Vậy người đến đây làm gì? Bất tăng, bất giảm, bất sinh, bất diệt. Thị trừ pháp không tướng, Bồ Đề Đạt Ma. Đây là ai? Có chuyện hắn công đường. Đây là tên Shinobi ghê tởm giết người. Một Shinobi ở đây làm gì? Có thể là để ám sát ngài Nobukatsu. Tôi chắc hắn ta được thuê. Không, tôi không đến đây để giết người. Giết Nobukatsu? Ta nghe Shinobi của Iga đi làm công thuê. Nếu thế ta có việc cần người. Kẻ thù của cha ta, Kitabatake Tomonori, là Oda Nobukatsu. Ta muốn người giết hắn. Giá bao nhiêu? Đem ra. Nhưng thưa công nương, làm đi. Bình trà quý giá của cha ta, biệt danh bình trà nhỏ. Nobukatsu chỉ nhìn thấy bình trà giả, hắn ta dường như không phân biệt nổi. Với chiếc bình này, có giá là 10.000 nén bạc. 10.000 nén bạc. Công đường, đừng làm thế. Tên vô lại này chỉ là tên cướp phạm của bộ tộc thú hoang. Hắn sẽ không giữ lời hứa ngay từ đầu. Tốt, thỏa thuận rồi nhé. Mù mòn, đổ vô lại. Ta rất vui lòng. Ta đã cầu xin. Phật đã chứng nguyện. Không nghi ngờ gì nữa, Phật đã gửi ngươi tới đây. Dù ta bất lực, cuối cùng ta đã làm được. Ta không có hối hận gì. Mù mòn, ngươi cào nhào gì đấy? Ngươi không còn bảo vệ được ai nữa sao? Ngươi không phải là con người.
Tại sao? Một đứa vô lại như ngươi không hiểu nổi đâu. Cô ta đặt cược bằng sinh mạng của cô ta đấy. Trên thế giới này có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Ta hoàn toàn không hiểu. Một thằng Shinobi à? Vâng. Hắn nè vào phòng ngủ của chúa công. Cầm mình lại, yên lặng. Ta ra lệnh tất cả phát quân. Tập hợp ngay. Tiến chiếm Iga. Đại rằng. Sao ngươi lại đến đây? Để cười vào mũi ta hả? Ngài điên rồi sao? Đại rằng. Nghe rõ đây. Cho dù người không giúp ta, ta Nobukatsu thề tiêu diệt bọn Iga. Ngài nói gì? Sao? Ngài vừa nói. Xin nói lại. Ta nói ngay cả không có người ta sẽ tấn công Iga. Sakyo no Suke. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không đi? Đã nói với cậu rồi, nhiều người IC sẽ theo cậu, bẩm báo. Phát hiện tên Shinobi ngoài tường thành, sao? Bắt được chưa? Bình tĩnh, chúa công, bình tĩnh. Để ta đi, các người là đồ vô dụng. Tên hắn, chúa công. Ta muốn nghe vì sao người đến IC. Chuyện gì sẽ xảy ra? Kể cho ta nghe. Chuyện gì đã xảy ra ở Iga? Người em thứ tư của tôi bị giết. Chỉ là trận gây gổ thôi với đám Shinobi khác. Chúng khích em tôi. Mà chẳng còn ai buồn khi nó bị giết. Dân xứ Iga không phải là người. Cả mày không đáng sống trên cuộc đời này. Đấy là lý do. Tôi muốn đội quân Odan Nobukatsu tiêu diệt Iga. Tôi muốn tận diệt cái đám vô lại. Không phải là người ấy. Hey B. Ngươi bị bọn hội đồng lừa đấy. Trận ẩu đà xảy ra. Ngươi có nghĩ đấy chỉ là một trò lừa để ngươi phản bội họ? Ông bảo họ lừa tôi à? Ông bảo là họ lừa tôi. Chúng sử dụng ngươi là vì con người ngươi không giống bọn chúng. Nhìn xem, vì sao ngươi đề nghị chúng ta xây một đồn lũy ở đấy? Nếu chúng định chống lại ta, chúng phải xây một đồn lũy, đúng không? Nếu chúng xây đồn lũy ở đấy thì chúng ta kể như tiêu. Đấy là những gì ngươi nghe vì chúng mớm ý cho ngươi đấy. Đấy là kế hoạch dụ chúng tôi xây lũy. Tôi đốt ngay sau khi xây xong. Để làm gì? Để dụ chúng ta vào. Tại sao ta phải dụ quân Oda vào? Chúng ta không có cơ hội nào thắng chúng. Otohano, ông có nhận ra là người của ta đang làm thuê bị giảm mạnh không? À, các sứ khác bị Oda chiếm cả rồi, nên không có thuê người của ta nữa. Theo đà này, Iga cũng tiêu luôn. Nhưng nếu ta thắng Oda, làm sao mà thắng nổi? Ta có thể thắng. Trận chiến tới, có một người không đi đánh là ta. Daizen là loại người khi bắt buộc đi giết chủ cũ. Hắn ta có ác cảm chống lại Nobukatsu.
Nếu hắn ta được lệnh vào Iga, chắc chắn hắn sẽ từ chối. Nếu Daizen không đánh, thì người của hắn cũng được thông minh độc quyền và vi phạm quân số đi một lần. Nếu vậy, Iga chắc chắn thắng. Và nếu ta thắng Oda, sức mạnh quân sự của Iga sẽ lớn mạnh. Có nghĩa là các danh điền tướng quân sẽ nổi lên chống lại Oda. Nghĩa là người của ta được thuê lại. Và nếu họ thuê nhiều lên là ta có lãi. Thế đấy. Xin thứ lỗi. Tôi, Henki Daizen, sẽ đi theo ngài đánh Iga. Sao trước đây người không đi? Không có tôi, ngài sẽ thua mất. Đội quân ta sẽ rối loạn. Đây là kế của bọn hội đồng 12 gia tộc. Người chỉ làm gì mà người thích. Tự cao. Muốn nói gì thì nói. Ngay cả khi không có người, ta vẫn đánh Iga. Cả bọn người nữa. Nếu không thực lòng đi theo ta, đừng đi chiến đấu. Ta sẽ xâm chiếm Iga với chính lực lượng của ta. Tướng công Haki, chờ đã tướng công Haki. Đừng hiểu lầm, cậu bé. Tất cả mọi người theo cậu chỉ vì cha cậu. Tôi sẽ theo cậu đi đánh Iga. Không phải vì cậu đâu. Mà vì tôi đấy. Vậy là người đã thú nhận. Thì sao? Tất cả các người chẳng biết ta nghĩ gì. Từ lúc ta sinh ra, ta đã được bảo là ta hơn tất cả mọi người, không được thua ai. Tất cả các chiến binh được ngưỡng mộ như các người. Các người có biết ta nghĩ gì không? Ta biết rằng tất cả các người đều không ưa gì ta. Tất cả các người. Nhưng các người có biết khi một người có người cha quá siêu phàm, dù ta có cố gắng gì đi chăng nữa cũng không sánh bằng ông ta. Các người có biết không hả? Ta đã sai. Daizen. Sakio Nosuke. Ta đã sai khi ra lệnh các người giết Kitabatake Tomonori. Xin hãy tha thứ. Chúa công, việc cha ngài không muốn xâm chiếm Iga, tôi đoán chắc là người muốn nói hãy chứng tỏ con có đủ năng lực để xâm chiếm Iga. Do đó tất cả cận vệ cao cấp của ngài sẽ theo phụ tá ngài trong trận chiến này. Tất cả tập trung bình mã, tụ tập ngay dưới chân thành, tụ tập ngay dưới chân thành.
Okani, trốn ngay. Đồ hèn. Mời mòn tướng quân, chẳng không còn gì kiêu hãnh sao? Kiêu hãnh để bảo vệ xứ sở chàng sinh ra và lớn lên, đó là niềm kiêu hãnh của một con người. Phải, nhưng không có tiền và ta có thể bị giết. Tiện thể đây, ta đã gặp thằng nhóc Oda. Chàng nói dối. Không, đó là sự thật. Mà ta đã dự đoán. Hắn ta bảo không chừa phụ nữ và trẻ con luôn. Phụ nữ và trẻ con. Hắn sẽ chặt đầu và trương lên cả phụ nữ và trẻ con. Tiểu thư Okani, ta vừa được thuê. Đây là bình trà nhỏ của ngài Kitabatake, trị giá 10.000 nét bạc. 10.000 nét bạc. Ta có thể tự mở kinh doanh, cưới nhau trong kinh đô. Giờ đây, ta chia thành ba nhóm. Nhóm ta sẽ vào cửa khẩu Iseji phía nam. Ngài Bushinokami tấn công cửa khẩu Bano ở phía tây. Chúa Công dẫn quân qua cửa khẩu Awa ở phía bắc. Tháng thứ 7 năm thứ 9, triều đại Tensho, chưa được phép của cha là Nobunaga, Oda Nobukatsu dẫn quân xâm chiếm Iga. Quân số 1 vạn. Cửa khẩu Awa lúc ấy ở Iga. Thế thì Daizen không tham gia đúng không? Vâng. Nghe đây, khi quân địch đến đây, chúng phải lội bộ theo đường dưới dốc này. Nếu vậy, chặn chúng lại bằng rào cản trên kia. Trên đỉnh dốc, nhả tên cho ta. Chiến thắng thuộc về ta. Cửa khẩu Bano, tất cả nghe ta. Biến thành đất, thành cây, thành đá. Cho chúng biết kỹ thuật cải trang kinh hồn của Shinobi. Cửa khẩu Iseji, Sakeo Nosuke đang về hướng này. Ta thắng dễ dàng thôi. Nghe đây các cậu, nhóm đang đi tới là nhóm của Sakeo Nosuke. Các người không có gì sợ hãi cả. Giết sạch chỉ với một nhát gươm. Vâng. Nói cái gì thế? Không nghe ai phong chút nào. Làm lại xem. Vâng. Này các cậu, trường mặt ra xem. Ít vậy. Làm cái gì vậy? Sao chỉ có ít quân thế? Mù mòn đâu? Đèo Otogi về kinh đô. Ngài đánh người trốn đi à? Trường phân nửa dân Iga. Phân nửa? Đúng. Iga sẽ thua ngay khi bắt đầu. Sẵn sàng. Vào vị trí.
tướng từ đó đến à? Cửa khẩu Awa. Nhiều súng ống thế. Khai hóa. Nằm xuống. Nằm xuống. Tất cả các người đem lũ bỏ chạy quay trở lại. Chưa muộn đâu. Còn thời gian mà. Chụp lấy sớm. Cao to quá. Sakio Nosuke, nghe nói nhỏ con mà sao? Đó là toàn lệnh của Daisen. Của Daisen. Không phải của Sakio Nosuke. Không phải Sakio Nosuke. Xin lỗi, ta không phải Sakio Nosuke. Ta chính là Daisen. Tất cả binh Iga. Đâu các người là của ta? Chuẩn bị chết đi. Chúng ta thua mất. Cửa khẩu Isenji, tòa lệnh Sakio Nosuke đổi thành cờ lệnh Daisa. Cửa khẩu Bano, tòa lệnh Buzenokami đổi thành cờ lệnh Sakio Nosuke. Quân địch, giống như tôi đã báo với ngài, ta thấy mọi người xuống ngựa. Tại sao chúng ngừng lại? Đâm! Thôi rồi! Gì vậy? Thêm nhớ thằng bé này. Ai? Nhóc Nezumi. Thiếp không biết cậu bé chạy trốn với cha mẹ như những đứa bé khác không? Cậu ta không có cha mẹ. Cậu ta được mang từ xứ khác đến khi còn bé. Cậu ta không đủ tháo vát để chạy trốn. Ta đoán thế. Cậu bé sẽ đi chiến đấu. Đúng. Tội nghiệp. Một cậu bé còn dành cho đánh giặc, còn chàng thì
Còn chàng thì... Hiếp đổi ý rồi. Hiếp đổi ý rồi. Hiếp sẽ tham gia chiến đấu. Chờ chút đã. Thôi được, chúng ta đi. Đi đâu? Về kinh đô. Tướng quân mưu mà, đùa thôi. Về Iga. Chẳng định đi một mình à? Có 10.000 nén bạc đây. Bình trà nhỏ của Kita. Bình trà nhỏ của Kitabatake. Tôi sẽ thưởng cho ai tham gia chiến đấu. Cho mỗi đầu lính thì được 10 đồng. Cho mỗi đầu quan thì được 10 nén bạc. 10 nén. Cho đầu Nobukatsu sẽ được 5.000 nén bạc. 5.000 nén. Được rồi, tôi tham gia. Đi không? Tôi đi đây. Như này, họ tham gia chiến đấu đấy. Truyền nhau lời này. Tập trung và chiến trường. Cho chúng thấy kỹ thuật Shinobi mà các bạn luyện tập nhiều năm. Đã đến lúc hốt bạc. Chờ ta ở Herakuji. Tướng quân Mumon. Bảo trọng. Đừng chết. Nhớ đừng chết nhé. Thế đấy. Thành công rồi. Sao thế? Ta là Shinobi giỏi nhất Iga. Làm sao ta chết được? Chờ tôi với. Này, còn chơi gì nữa? Hốt bạc đi. Ngàn nén bạc là của ta. Năm ngàn nén. Chờ ta với.
giết. Giết hết. Luôn luôn tìm cách chuồn trước hả? Không ai theo ông, trừ cái nhóm nhỏ này. Vì ông không bao giờ lo cho ai trừ ông ra. Đây là một hình phạt xứng đáng cho ông. Ta thấy nước của xứ Ise đã làm anh bị điếc. Sao? Tiếng mà anh không nghe được là anh không còn là Shinobi nữa. Đầu lính 10 đồng, đầu quan 10 nén, đầu Nobukatsu 5.000 nén. Có phải đây là một nhóm chiến binh không? Đầu quan 10 nén, đầu Nobukatsu 5.000 nén. Đây đây, xin lỗi vì để ông phải chờ. Mua món. Tất cả anh em Iga nghe cho rõ đây. Cho mỗi đầu lính được 10 đồng, đầu quan 10 nén, đầu Nobukatsu 5.000 nén. Đầu lính 10 đồng, đầu quan 10 nén, đầu Nobukatsu 5.000 nén. Đầu lính 10 đồng. Đồ lừa đảo. Để ta lừa ra. Đầu lính 10 đồng, đầu quan 10 nén, đầu Nobukatsu 5.000 nén. Người đầu tiên lấy đầu quan được thưởng 10 nén là ta, Mumon. Tiến lên. Shinobi bắt đầu đánh rồi. Tránh ra. Tôi được 10 nén. 10 nén. Kéo ta lên, kéo ta lên. Đừng bỏ ta, bảo vệ ta. Mumon, bảo vệ ta. 8.000 nén đâu? Nobukatsu không có ở đây. Hắn ở cửa khẩu Awa. Ô, tôi đến sai chỗ rồi. Gì? Daisen? Hắn tự chiến à? Mumon, ngươi đi đâu? Bảo vệ ta. Thế sao thủ lĩnh ở đây? Cha! Đi! Cha! Cha! Cha!
Heavy, cứu cha. Tất cả mọi thứ cha làm là vì con. Cha cho con hầu hết đất đai. Cha làm vì con. Heavy, cứu cha. Tôi không còn cha nữa. Tốt đấy. Tên ta là Sakeo Nosuke. Đừng quên. Chính hắn. Mưu mòn. Cái đâu rồi? Thằng bé Oda kia. Tên ta là Nobukatsu. 5.000 nén bạc đây rồi. Ngươi là Daizen gì đó, đúng không? Mũi tên ngu ngốc này. Thế? Ngươi là Mưu Mòn hả? Đến đây. Ta đang đến, dù ngươi không gọi ta. Ngươi làm hỏng nó rồi. Ngươi có thể xoay trở với nó à? Chưa bao giờ ta giở chiếc áo giáp này trên chiến trận. Ngươi tự hỏi ta nhanh cỡ nào đúng không? Ngay cả ta còn chưa biết nữa là. Báo với hắn. Tuân lệnh. Thank you.
đi. Chúa công. Đau quá. Cúi xuống. Đại gia. Đầu lính, 10 đồng. Đầu quan, 10 nén. Đầu Nobukatsu, 5.000 nén. Chúa công, rời khỏi đây ngay. Chạy đi. Đầu lính, 10 đồng. Đầu quan, 10 nén. Đầu Nobukatsu, 5.000 nén. Đi qua, cho qua nào. Bầm, tất cả quân IC rút hết cả rồi. Tướng quân Mumon sao rồi? Quỳnh có biết tướng quân Mumon ra sao không? Mumon chết rồi. Ta là đồ ngốc. Đúng là đồ ngốc. Nếu ngài là đồ ngốc thì tôi cũng là thằng ngốc. Sakyonosuke, cậu còn sống à? Còn. Đám đấy không quên tên ta. Không quên tên ta. Không hề quên tên ta. Ta sẽ mở cửa lâu đài cho tất cả binh sĩ. Bảo mọi người hãy nghỉ ngơi lấy lại sức. Khá lắm. Người còn sống à? Người vẫn còn sống hả? à?
và không đến một mình. Đúng vậy. Mưu mòn. Trận chiến này là kế hoạch của hội đồng 12 gia tộc. Khi người giết đệ đệ của ta, đó là cách hội đồng dụ quân IC vào để triệt tiêu họ. Mưu mòn. Ta và ngươi là con rối bị hội đồng giật dây. Thế thì sao? Ngay cả ngươi nghe rồi mà chẳng ăn nhầm gì với ngươi cả sao? Quyết tử tay đôi. Thách đấu quyết tử tay đôi. Thách đấu quyết tử tay đôi. Quyết tử tay đôi. Quyết tử tay đôi. Ngay cả nếu người giết được ta, xin được đụng đến Nobukatsu và người của Ise. Được thôi. Mưu mòn. Ta nói được. Xin nhờ anh. Bắt đầu chưa?
như một con người. Ta hiểu. Xin đừng uất giận nữa. Đại gia. Sao? Người sẽ chôn cất người này ở đất Ise chứ? Chúng ta sẽ làm điều đó. Tội nghiệp. Nobukatsu, đầu của ngươi giữ giùm ta được không? Bảo quản nhé. Mumon, có nghĩa là thế nào Mumon? 5.000 nén bạc kia. Đúng. Có vấn đề à? Không. Đó là Mumon. Mumon đã trở lại. Hay là huynh còn sống? Bên trẻ nhỏ đâu? Bọn ta nghe về nó. Huynh có trong tay đúng không? Không. Các ông nói về bình trà nào vậy? Tôi không nghe gì. Nào, người bạn thấp hèn kia, sao cậu dám giả vờ? Người biết người đang làm gì không? Vì lòng tham của các ông, các ông lúc nào cũng thao túng chúng tôi. Thế người than phiền cái gì? Người cũng tham lam đúng không? Nói cho cùng, người và chúng ta cũng cùng một thuộc mình độc quyền bởi TV hay cho sống một thế giới bên ngoài. Vì chúng ta là bộ tộc thú hoang. Đúng, các ông nói đúng. Các ông nói lên sự thật. Nhưng có điều tôi không hiểu được là sao tôi đang bực mình quá thể đây.
Tôi định làm kẻ thù của toàn thể xứ Iga này à? Nếu tôi chưa nghĩ tới thì bây giờ là lúc phải làm thôi. Nghe đây, ai sẽ được mưu non sẽ được miễn thuế đất trọn đời. Đó là sự đồng thuận của hội đồng 12 gia tộc. Bộ tộc thú hoang đấy, đừng có đụng vào huynh ấy. Đó là bình trà nhỏ. Đừng. Nếu các người chỉ sờ vào một ngón vào tướng quân Mumon thì ta sẽ đập vỡ bình trà này ngay. Nào, hãy làm theo lời ta. Không, không, đừng làm thế. Còn nữa không? Còn nữa không? Ta sẽ cứu nàng. Ta hứa sẽ cứu nàng. Tướng quân mưa mòn, đừng có nói. Tên chàng cho thiếp được biết tên thật của chàng. Ta không biết nữa. Khi ta còn rất nhỏ, ta được bán vào Iga. Ta không biết họ của mình. Ta không có cả tên gọi nữa. Thật tội nghiệp. Tội nghiệp cho chàng. Dĩ nhiên là cô ta chết rồi.
Cô ta đâu có được huấn luyện để uống thuốc độc, đúng không? Không được làm bậy, để ăn cô. Ta là một thằng ngốc. Các người không phải là người. Hai năm sau, sau khi chiến thắng gia tộc Oda, đội quân Iga lừng lẫy. Trên đây chúng ta tự hỏi, làm thế nào để tăng được thuê mướn? Giờ không những tăng, mà còn thiếu hụt cung cấp nữa. Iga sẽ giàu to từ đây. Oda Nobunaga và con là Obukatsu. Xâm lăng Iga với 44.000 quân, 5 lần hơn lần trước. Hầu hết dân Iga đều bị giết. Sự Iga bị thiêu trụi. Chúng đã tan biến, các shinobi của đất nước này. Không, thần không nghĩ vậy. Chúa công không thể loại sạch đám người đó. Một tộc thú hoang đã tản mát vào khắp đất nước. Tản mát. Dòng máu bộ tộc thú hoang sẽ thấm sâu vào cả nước. Từ đời con chúng ta, đến cháu chúng ta, đến chắc và cứ như vậy, sẽ có shinobi trong dòng máu. Dòng máu của đám không phải là người, sống chỉ vì họ và vô cảm đối với người khác. Và nó chảy đi đến những góc tận cùng của thế giới. Thế không ai tìm ra Mumon à? Bẩm không. Ngài Nobukatsu ra lệnh lật từng viên đá. Đến nay ta chẳng tìm thấy đầu hắn ở đâu cả. Nhưng theo lời thuật của một tù binh Iga, hắn ta bảo có nhìn thấy Mumon. Chúng tôi nghe được là hắn đi tìm một đứa trẻ. Một đứa trẻ? Con hắn à? Không, không, không. Một đứa trẻ mồ côi chẳng đáng mến tí nào. Hắn ta không phải là người. Nhưng hắn muốn thành người. Nếu đúng vậy, đứa trẻ ta bao nhiêu?
Từ đó tôi được cha tôi nuôi. Tôi không nhớ nhiều về gương mặt mẹ tôi, nhưng cha tôi nói mẹ rất đẹp và rất Why? 誰か起きる